Chiến văn của công tài cao. Chào mừng ngày hội nói dối lần thứ 11. Thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay trong không khí phấn khởi tự hào chào mừng ngày hội nói dối lần thứ 11, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, thân thương nhất. Thưa các đồng chí và các bạn, trải qua một chặng đường đấu tranh gian khổ với bè lũ, nói thật, chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn. Nhờ có nói dối mà vợ không làm gì được chồng, cấp dưới không làm gì được cấp trên, phụ huynh không làm gì được cô thầy, bố mẹ không làm gì được con cái. Nhờ có nói dối, chúng ta có được hàng ngàn dự án bánh vẽ, giải thưởng ma, tiến sĩ giấy, công trình dọn. Nhờ có nói dối mà nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế nể trọng, cho vay ngày càng nhiều, đòi nợ ngày càng khó. Thử hỏi, cứ nói thật, làm thật, thì chúng ta có bao nhiêu thắng lợi rực rỡ, bao nhiêu thành công lớn lao, bao nhiêu công trình vĩ đại? Và lấy đâu ra sự đồng thuận hả? Các đồng chí lấy đâu ra? Có người nói muốn làm giàu có vững mạnh cần phải nói thật. Sai. Nếu nói thật thì làm sao có ổn định? Không ổn định làm sao nói đến giàu có vững mạnh? Nói dối là để chứng minh chính sự thật, là dối trá, là ác ý, là vô cùng nham hiểm. Chúng ta phải kiên quyết bài trừ sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới cản trở con đường tiến lên thế giới đồ đồng. Không phải thế giới đại đồng, các đồng chí phiên dịch sai. Đại đồng là cái tên gì? Nó chính là thế giới đồ đồng. Gần đây có nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hô hào, cần có một ngày hội nói thật. Sai. Đồng chí Tạo không nắm được thông tin, không hiểu được tình hình đất nước nên đã phát ngôn bừa bãi. Nếu đồng chí Tạo không nói dối, làm sao quần chúng say mê nhạc đồng chí được? Đồng chí Tạo viết, quá nửa đời phiêu bạt, ta lại về úp mặt vào sông quê. Sai. Đồng chí Tạo lười nắm, úp mặt vào sông quê bao giờ? Nhưng nói dối thế mới hay, mới sáng tạo. Nếu đồng chí Tạo nói đồng chí úp mặt vào cái ấy thì có hay hơn nữa không? Quần chúng còn say mê đồng chí nữa không? Cho nên không nên nghe bè lũ nói thật lung lạc mà đề xuất linh tinh. Một phút nói thật cũng không, nói thật thì lợi hay hại? Lợi hay hại hả các đồng chí? Vì thế tôi đánh giá rất cao lực lượng đánh máy nước nhà. Các đồng chí đã chịu thương, chịu khó, đồng cam, cộng khó, trên dưới một lòng, đứng mũi chịu sao đưa nói dối nước nhà ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ nay cậu đánh máy là biểu tượng hào hùng đầy sức sáng tạo của nói dối nước nhà, đưa nói dối nước nhà lên một tầm cao mới. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta không thể tồn tại nếu chúng ta không được nói dối, không biết nói dối. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi kêu gọi các đồng chí hãy phát huy thần tiến công, chủ động sáng tạo, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của bè lũ nói thật, đánh bại từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Lấu hơn nữa, chơ hơn nữa, lý lợm hơn nữa, đó là khẩu hiệu nói dối của chúng ta. Chúc các đồng chí sức khỏe và an tâm sống chung với rét đậm, rét hại. Aduku Adeka. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Vừa rồi các anh chị đã nghe một bài đọc, một bài diễn văn của Đại hội nói dối của cái đảng Cộng sản cướp đất, cướp nhà, cướp của, cướp đủ thứ của người dân. Xin chào lại cả nhà một lần nữa. Mời các anh chị. Dạ. Nghe một bản nhạc ha.
là sao? Hỡi tất cả các anh chị ở Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh đến giọt máu cuối cùng và hơi thở cuối cùng cho quê hương của chúng ta ngày mai được tự do và ấm no. Đá đạo Cộng sản Việt Nam. Từng bước chân oai hùng cùng nhau bạn ơi, ta đứng lên cùng đứng lên cùng đứng lên. Nhịp bước trong căm thù bạn ơi vùng lên, ta đấu tranh cùng đấu tranh cùng đấu tranh. Này Cộng sản ơi mi nhìn đây dân vùng lên không sợ chi. Này Cộng sản ơi mi hỏi dân mi là tên tôi đi đồ. Nhìn về quá khứ lòng than mi ta xa ở giờ đây. Mọi người công ghét thù mi là tên bao tàn. Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên, Việt Nam tự do hay đấu tranh. Việt Cộng là ai, tay cầm dao, tay cầm súng giết dân. Việt Cộng là tên giặc gian không tình thương ác nhân. Việt Cộng giàu sang xe nhà cao, cướp của dân đánh dân. Việt Cộng lầm tham ban Việt Nam, bán trẻ thơ quân bất công. Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, Việt Nam tự do trong ấm no. Bạn ơi cùng nhau hãy đấu tranh. Các bạn trẻ Việt Nam thân yêu, hãy đứng lên đòi lại tự do cho Việt Nam của chúng ta. Đá đạo Cộng sản Việt Nam quân bảo tàng. Từng bước chân oai hùng cùng nhau bạn ơi, ta đứng lên cùng đứng lên cùng đứng lên. Nhịp bước trong căm thù bạn ơi vùng lên, ta đấu tranh cùng đấu tranh cùng đấu tranh. Này Cộng sản ơi mi nhìn đây dân vùng lên không sợ chi. Này Cộng sản ơi mi hỏi dân mi là tên tôi đi đồ. Nhìn về quá khứ lòng than mi tao xa ở giờ đây. Mọi người cầm ghét thù mi là tên bao tàn. Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên, Việt Nam tự do hay đấu tranh. Việt Cộng là ai, tay cầm dao, tay cầm súng giết dân. Việt Cộng là tên giặc gian không tình thương ác nhân. Việt Cộng giàu sang xe nhà cao, cướp của dân đánh dân. Việt Cộng lầm tham ban Việt Nam, bán trẻ thơ quân bất công. Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, Việt Nam tự do trong ấm no. Bạn ơi cùng nhau hãy đấu tranh. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chào.